Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Ngày hôm nay Quỳnh tiếp tục chia sẻ với mọi người những mẩu chuyện tâm linh mà do các cô chú anh chị và các bạn từng chứng kiến và trải qua gửi về cho Quỳnh. Nếu bạn thích tập truyện này á, thì bạn nhớ hãy gửi đến Quỳnh một nút like và một nút đăng ký kênh để đón nghe những tập tiếp theo nha. Bên cạnh đó, nếu bạn có những mẩu chuyện tâm linh muốn Quỳnh chia sẻ với khán giả, thì bạn có thể gửi qua Gmail nguyenthiyenquynh01@gmail.com hoặc là qua fanpage Facebook yquỳnh23. Còn bây giờ chúng ta chính thức vào chuyện thôi. Câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay kể về một cái hiện tượng tâm linh là một người đã chết rồi, nhưng mà không biết mình chết, cứ quanh đi quẩn lại làm những cái hoạt động y rang cái lúc họ còn sống luôn. Ngặt nỗi, họ không làm ở nhà họ, mà họ làm ngay cái trụ sở làm việc cái lúc họ còn sống. Người gửi câu chuyện về cho kênh là chị Quế, nhưng mà người trực tiếp trải qua câu chuyện á là em gái của chị Quế, tạm gọi là chị Hoạt. Chuyện bắt đầu vào năm 2022, thì thời điểm đó chị Hoạt đang làm việc cho một cái cửa hàng thời trang, nó vừa thôi. Thì cửa hàng này gồm 5 đến 7 nhân viên nữ. Mọi người lúc đầu á là còn nói chuyện xã giao với nhau, là còn xa cách nhau lắm, nhưng mà dần dà bắt đầu nói chuyện hợp với nhau rồi. Tụ lại một cái là xì bầm luôn, chọc qua chọc lại, rồi kể cho nhau nghe những cái chuyện xảy ra hàng ngày. Cái bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn, không dừng lại ở đồng nghiệp, mọi người còn rủ là đi ăn đi chơi bên ngoài với nhau nữa, nên sau đó là trở thành bạn bè thân thiết luôn. Thì trong cửa hàng này có một cái chị nhỏ tuổi nhất nha, gọi là chị Ngọc Nguyệt. Chị Nguyệt là khoảng 23 24 tuổi thôi. Chị Nguyệt dễ thương lắm, và thời điểm đó chị Nguyệt nói là chị Nguyệt có bạn trai rồi, và hai bên gia đình đã gặp mặt nhau, dự định đó là đầu năm sau sẽ cưới. Quê của chị Nguyệt thì ở Nam Định, chồng sắp cưới cũng ở khu vực gần đó. Đồng nghiệp hay tin là chị Nguyệt sắp cưới thì cưới sớm quá, mới hai mấy tuổi thôi. Nhưng mà biết là cưới chồng gần đó thì mọi người cũng mừng cho, tại vì là mình dễ dàng á, mình thăm cha mẹ. Thì đồng nghiệp và cả chị Hoạt không ít lần chứng kiến được cảnh á, bạn trai chị Nguyệt qua rước chị Nguyệt rồi. Rất là dễ thương, rất thích cái cách mà hai người đó tiếp xúc với nhau. Khi đó thì mọi người có buông lời trêu ghẹo. Chị Nguyệt chỉ biết là bản lẻn, xong rồi lẹ lẹ ra phía chỗ bạn trai đứng chờ thôi, chứ không có nói gì hết. Chuyện nó êm ả trôi qua đến cuối năm 2022, chuẩn bị là Tết Dương lịch. Còn tuần nữa thì chủ mới cho phép là nghỉ Tết Dương lịch và nghỉ hẳn một tuần luôn. Nghỉ lâu như vậy á, mọi người mới túa nhau trở về quê. Chị Nguyệt thì có nói với mọi người lần này về là vừa thăm nhà, sẵn tiện là bàn chuyện cưới xin cho đầu năm sau. Mọi người có hỏi nhau là ai sẽ về bằng gì, thì có một số người về bằng xe máy, một số người về bằng xe khách, trong đó có chị Nguyệt. Chị Nguyệt nói là về bằng xe khách, sau đó là bạn trai của chị sẽ chạy ra rước, tại vì là anh về đó trước rồi. Thì cuối cùng mọi người cũng chúc nhau là về quê là bình an, rồi có một cái kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Cái 2 hôm sau trong thời gian nghỉ lễ, ngay cái ngày mà chị Nguyệt nói là sẽ về quê đó, chiều tối chị Hoạt hay tin là chị Nguyệt mất rồi. Bàng hoàng, giật mình luôn nha. Xong chị Hoạt hỏi rõ thì mọi người mới kể nhau á là chị Nguyệt về đến bến xe, điện bạn trai ra rước. Bạn trai á chở chị Nguyệt từ bến xe về đến nhà, gần về đến nhà luôn, chắc khoảng còn 5 phút nữa về đến nhà, là bị một cái tai nạn xe máy rất là mạnh, dẫn đến là chị Nguyệt cùng chồng sắp cưới á mất tại chỗ, là hai người mất luôn. Tất cả mọi người khi hay tin về vụ tai nạn đó, ai cũng đau lòng, buồn man mác nha, tiếc cho bạn của mình á, tại vì hai người đó sắp cưới nhau rồi, và trước đó họ cũng rất là hồ hởi, là háo hức hỏi kinh nghiệm của những người mà đã cưới ở trong tiệm, đã kết hôn á ở trong tiệm, thì mọi người đã chia sẻ với nhau, mà bây giờ lại lại như vậy. Thì chủ có nhắn tin là bây giờ ai chưa về quê thì nếu muốn á, thì đi cùng chủ xuống quê của chị Nguyệt viếng đám tang chị Nguyệt cũng như là chồng sắp cưới của chị. Thì hôm sau là mọi người lên xe và đi về quê Nam Định. Thì trong cái cửa hàng và trong cái chuyến đi đó có một chị tên là Khả Ái. Chị này nhẹ vía, chị Khả Ái là đã gặp vong rất nhiều trong cửa tiệm rồi, bên ngoài nữa. Chị Khả Ái kể cho đồng nghiệp nghe mà may mắn là những cái vong trong tiệm chị Khả Ái thấy là vong hiền, chủ tiệm có cúng nên người ta cũng phù hộ cái việc làm ăn á, nên là chủ tiệm không có làm lễ để đuổi họ đi. Trên cái chuyến xe về quê viếng chị Nguyệt về Nam Định thì thoạt đầu mọi người còn kể về những cái hồi ức ký ức bên chị Nguyệt, nhưng mà càng kể thì mọi người sẽ càng xúc động và có những người khóc, nên là không có nói đến nữa, hơn nữa đừng còn lại. Không khí xe nó im ắng cực kỳ luôn. Lúc đó chị Khả Ái bình thường,
Chị Kha ái buồn quá nên không có nói nhiều thôi. Thì đến nơi, cái mọi người viếng lần lượt là đám tang của chị Nguyệt, xong rồi tới đám tang của chồng sắp cưới chị Nguyệt. Rồi mọi người á, khuya hôm đó bắt đầu là chạy về. Khi mà lên xe về được khoảng 10 phút, chị Kha ái có quay qua nói với chị Hoạt, với một người đồng nghiệp khác á, là tự nhiên em khó chịu, em mệt quá, mà mệt này kỳ lắm. Chị Hoạt bảo là chắc là do em đi từ sáng đến giờ em mệt đó, thôi thì em nằm nghỉ đi. Chị Kha ái cũng không nói gì nữa, cũng nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế để nghỉ. Nhưng mà trong người chị Kha ái càng ngày càng khó chịu và lạnh. Lúc đó chị Kha ái gồng và gượng, sợ mọi người sẽ hoảng, phần khác á, là sợ làm phiền mọi người. Thêm nữa là bản thân mình nhẹ vía, mình dễ cảm âm, mà một ngày đi hai cái đám tang liên tục, có khả năng mình đã cảm âm rồi. Chị gán gồng nha, về đến nhà là chị lạnh run luôn. Nhưng mà may mắn là chị biết một số mẹo, nên là chị làm những cái mẹo đó. Tối đêm đó chị đã đỡ hơn. Một tuần sau là qua 7 ngày, đúng cái ngày thứ 7 mà chị Nguyệt mất luôn, là qua Tết Dương Lịch mọi người đi làm lại. Thì vào công ty á, chị Khả Ái gặp đồng nghiệp, gặp chị Hoạt, kể cho mọi người nghe rằng chị Khả Ái đã gặp chị Nguyệt rồi. Mà lạ một chỗ, gặp chị Nguyệt trong cửa hàng của mình. Đêm hôm trước chị Khả Ái ngủ và thấy là bản thân mình đi làm trong cửa hàng. Thì vừa bước vào cửa hàng nha, chị Khả Ái đi làm rất là sớm, lúc đó là khoảng 6 giờ rưỡi, gần 7 giờ sáng thôi. Thì vào cửa hàng đã thấy là cửa hàng mở, bước vào cửa hàng thấy chị Nguyệt đứng ở trong cửa hàng á, mà quay lưng về phía cửa. Xong thì chị Khả Ái nói, ý sao đi làm sớm vậy Nguyệt? Cái nhận thức của chị Khả Ái chưa biết chị Nguyệt mất. Lúc này chị Nguyệt quay qua thì cái giao diện y chang lúc còn sống luôn, và trả lời rằng thì ngày nào mà ta không đi làm sớm. Xong rồi chị Khả Ái mới lại gần chị Nguyệt á, nói chuyện với chị Nguyệt. Thì chị Nguyệt quay qua và kể cho chị Khả Ái rằng là hôm đó tao về quê, nhưng mà về gần đến nhà rồi tao thấy có một người đàn ông á, cao to đô người dữ lắm luôn, và cái mặt rất hung dữ, lúc nào cũng đi theo tao hết. Người đàn ông đó lúc nào cũng kè kè sau lưng tao, từ lúc xuống bến xe tao đi cái đường nào cũng đi theo, đi cái ngõ nào cũng đi theo, mà cái mặt hậm hực dữ lắm. Tao sợ nha, khi mà cái người đó biết nhà của tao rồi thì sẽ hại tao á, nguy hiểm cho tao và cả gia đình nữa, nên là tao không có về nhà. Gần đến nhà cái tao quẹo cái đường vòng á, là tao quay trở ngược lại Hà Nội tao làm việc luôn. Và trong cái lúc mà chị Nguyệt kể cho chị Khả Ái nghe, chị Nguyệt tỏ ra rất là sợ hãi người đàn ông đó, khuôn mặt nhăn nhó, bếu máu hết. Thì khi mà chị Nguyệt kể gần hết câu chuyện, cũng là cái lúc chị Khả Ái nhận ra chị Nguyệt chưa biết mình mất, chưa biết mình chết, nên là quay trở về Hà Nội á, và trở lại công ty làm việc như cái cách mà hồi xưa chị Nguyệt vẫn còn sống. Khi chị Khả Ái ngẫm ra được cái điều đó, chị không sợ chị Nguyệt nha, mà rất thương chị Nguyệt luôn. Bạn mình nó chưa biết là nó mất, cái cách nó xuất hiện trong mơ, cái cách nói chuyện, hành xử và vẻ bên ngoài y chang cái lúc còn sống luôn. Và bạn mình nó suy nghĩ đơn giản là có một người đàn ông theo sau nó khi nó về quê, và nếu mà nó về đến nhà đi, người đàn ông nó sẽ biết được địa chỉ nhà của nó, sẽ làm hại nó và người thân của nó, nên nó bỏ, nó không ăn Tết với người thân. Nó về lại Hà Nội làm việc để cho người đàn ông đó không biết địa chỉ nhà, không hại người thân nó, cũng không có theo nó nữa. Thì khi mà thấy được cái hình ảnh đó đó, chị Khả Ái đau lòng vô cùng luôn, chỉ biết đứng nhìn chị Nguyệt ở trong mơ. Sau đó là thức giấc, mà mở mắt ra là nằm im trên giường, kiểu nó buồn man mác ở trong lòng, chứ không phải là mình thức giấc mình sợ hãi mà mình bật dậy nha. Mở mắt ra chỉ nằm im trên giường thôi và buồn cho bạn mình. Chị Khả Ái kể câu chuyện xong cho chủ và đồng nghiệp nghe, thì có một số đồng nghiệp mới vô chưa thân với chị Nguyệt tỏ ra sợ hãi, nhìn xung quanh và họ nói là ủa chị Nguyệt còn đây sao, là còn quanh quẩn mình đó hả. Còn chị Hoạt, chị Khả Ái, chủ và những đồng nghiệp thân thiết khác thì cảm giác là đau lòng và thương. Sau đó là chủ có điện cho gia đình của chị Nguyệt kể về câu chuyện đó đó, thì mọi người mới cũng biết thêm là lúc mà mình xuống viếng đám tang của Nguyệt á, là cái vía, cái hồn của Nguyệt không có ở đó, Nguyệt chưa biết mình mất, và gia đình á, cũng làm lễ gọi hồn chị Nguyệt về rồi. Thì từ cái hôm đó cho đến bây giờ luôn, chị Khả Ái không có mơ thấy chị Nguyệt nữa. Nhưng mà cái việc gặp ma cỏ thì chị Khả Ái vẫn còn thấy nha, kiểu như vong ở trong cửa tiệm, nhưng mà người ta hiền,
Mà thường chỉ có ai thấy những cái vong đó là hình dạng nó tiều tụy hoặc là nó hơi bẹo hình bẹo dạng. Riêng chị Nguyệt chưa biết mình mất á, là vẫn xuất hiện y chang hình dáng lúc mình còn sống. Và đó là câu chuyện tâm linh mà chị Quế chia sẻ về cho kênh. Chắc bạn nghe xong thì cũng có những cái suy nghĩ riêng của mình. Câu chuyện thứ hai này do bạn Băng chia sẻ. Bạn kể lại cái trải nghiệm tâm linh hồi tháng 6 dương lịch bạn bị. Bạn nói á, là quê của bạn thì ở Thốt Nốt. Gia đình bạn có 7 người, ba mẹ, bốn anh trai và bạn là con gái út. Bạn được cưng chiều dữ lắm. Thì những anh trai của bạn đã trên 20 tuổi hết rồi, nhưng mà mấy anh chưa có lấy vợ nha. Nên là mấy anh á, với bạn luôn thân thiết với nhau và thường xuyên tổ chức đi cái địa điểm này, địa điểm kia chơi. Và gia đình cũng có ba bốn chiếc xe máy đó, cứ phân chia nhau mà chạy thôi. Các anh em của bạn thường rủ nhau đi chơi ở một địa điểm, đó là Cần Thơ, tại vì đó là thành phố có nhiều cái nơi chơi nè, xem phim nè. Và từ Thốt Nốt lên Cần Thơ là 40 đến 45 cây số, chạy nhanh á là trên 40 phút, là 45 phút, còn chạy chậm mà hóng mát là khoảng tiếng rưỡi. Bạn nhớ rõ lúc đó là tháng 6 dương lịch, thì vào cuối tuần mấy anh của bạn được nghỉ nên là mọi người ở nhà, mọi người đã chơi rồi ngồi nói chuyện với nhau. Rồi đến 4 giờ rưỡi chiều hôm đó, bạn rủ mấy anh lên Cần Thơ chơi. Hay là mình lên Cần Thơ chơi đi, lên trển á, ăn uống xong sẵn xem phim luôn. Thì mấy anh của bạn đồng ý, xong mọi người đi thay đồ, ra xe. Anh hai của bạn chở anh Tư chạy đầu, anh ba chạy giữa, anh Út chở bạn chạy cuối. Thì khi mọi người xuất phát đi là 4 giờ mấy, trời còn nắng, hơi gắt, hơi nóng là đằng khác. Nhưng mà chạy đến khoảng 5 giờ, 5 giờ rưỡi, lúc đó là nắng đã dịu hơn và gió nhẹ nhẹ. Mọi người chạy trên đường á, vừa chạy đi chơi vừa hóng gió mà, nên đón được hoàng hôn luôn, cảnh rất là đẹp. Thì anh của bạn có ngỏ ý là thôi đừng có chạy cái đường Cách mạng tháng 8 nữa, mình đổi đường đi, xem như là có trải nghiệm mới. Mọi người chạy vô cái đường 91B, thoạt đầu chạy trên con đường quốc lộ 91B thì thấy mọi thứ rất bình thường, có xe đông đúc qua lại, hai bên đường á, thì có nhà dân. Thì lúc này nha, trời đã gần gần 6 giờ, đã tắt nắng và chuyển dần sang ban đêm. Anh trai của bạn thì thấy tối quá nên đã bật đèn xe lên, chạy một lát, chạy qua một cây cầu gọi là cầu ông xe, chạy thêm một đoạn đường nữa là đột nhiên không thấy bất cứ nhà dân nào. Hai bên đường chỉ toàn là những cái bãi đất trống, những mảnh ruộng, mà có những cái mảnh ruộng nó trơ trụi dữ lắm. Cái chạy một hơi, bạn thấy là bên đường á có một cái cây xoài. Cây xoài này cao và to nha. Ở dưới cây xoài có một người đang đứng, mà người phụ nữ đó đứng yên. Người phụ nữ này bạn quan sát đang mặc áo bà ba phi bóng màu tím, mặc cái quần màu đen. Thì người phụ nữ đó là cứ nhìn xe của bạn chạy thôi. Xe của hai anh em bạn chạy đến đâu thì cổ người phụ nữ đó bẻ nhìn theo đến đó. Thì lúc này bạn bắt đầu quan sát bả nha. Khi mà chạy vượt qua bả là chạy song song này nè, bạn thấy được cái mặt của người phụ nữ đó, thấy rõ ngũ quan luôn. Mà vừa chạy qua một cái không nhớ bất cứ ngũ quan nào trên mặt của bả. Mà vừa chạy qua một cái là da gà tự động nó nổi nửa cái người nha, cái phía bên mà bạn gặp bả nó nổi hết trơn da gà luôn, nửa còn lại thì bình thường. Thì bạn có dỗ da anh Út, bạn hỏi anh Út, nãy anh có thấy có người đứng ở cái dưới cây xoài không? Anh Út của bạn trả lời không, anh đâu có thấy ai đâu. Xong thì nhớ lại sao vậy ta, sao kỳ vậy ta, chạy qua là thêm cảm giác sợ nè. Rồi cái áo bả mặc á, nó quá trời sặc sỡ đi, giống như cái đồ biểu diễn mà nguyên đoạn đường này á nãy giờ đâu thấy nhà dân đâu. Bạn tò mò do đó bạn có ngoái đầu về phía sau, nhưng mà xe đó chạy qua được một đoạn không thấy cây xoài cũng không thấy bả luôn, thì cứ tiếp tục chạy thôi. Lúc đó là trời đã dần tắt hẳn ánh sáng. Đang chạy trên một con đường, bạn quan sát là cái đường đan mình thường đi là đường xi măng đó, rồi hai bên á là toàn là ruộng không à, sao mà tìm nãy giờ muốn mòn con mắt không thấy nhà dân đâu. Rồi khi mà bạn nhìn kỹ lại á, bạn thấy là ủa, hai xe của anh bạn nó mất tiêu rồi. Lúc này nha, bạn có kêu anh Út là ủa anh Út chạy xe nãy giờ rồi sao không qua quan sát xe của hai anh giờ mất tiêu rồi kìa, mà chạy hoài là đoạn đường thẳng thôi, không có quẹo qua quẹo lại luôn. Thì bạn với anh Út bắt đầu hoảng rồi, có dừng xe lại và lấy điện thoại ra điện cho hai người kia, hai người đang cầm lái đó, mà điện hoài không được, xong điện cho người anh còn lại cũng không được luôn. Thì bạn có xuống xe, bạn xuống xe là tại vì anh Út đang chấm xe, ngồi nữa là sợ anh Út mỏi, thì bạn xuống xe rồi bạn cầm điện thoại, bạn ngó qua ngó lại nè, vẫn điện cho mấy anh. Xong rồi bạn có đi ngược hướng mà anh Út đang đậu xe, ngó qua ngó lại coi là ở chỗ mấy cái mảnh ruộng này có người dân không để mình nhờ.
Thì lúc đó là vừa điện xong cho anh hai nha, bạn chuyển số cho anh ba, bạn điện tiếp. Cái bạn quay lưng về phía anh Út á, không thấy anh Út đâu nữa. Bạn mới chạy lại cái vị trí nãy bạn thấy anh Út, mà không thấy anh đâu nha. Nhìn xung quanh á, lúc này trời nó tối hẳn rồi luôn, mà nguyên cái đoạn đường đan này á, là không có cái đèn đường, hai bên đó là ruộng. Lúc đó bạn nghe tiếng dế nè, tiếng ếch nè, nó kêu inh ỏi hết. Bạn sợ cực kỳ, bạn mếu máo, bạn khóc, bạn cứ anh Út ơi, anh Út ơi, không thấy anh đâu. Thì bạn tiếp tục là bạn đi về phía trước á, bạn đi coi là có nhà dân không, cứ đi tìm mãi mê vậy thôi. Đi đi thẳng, đi thẳng, đi hơn nửa tiếng đồng hồ, cực kỳ mỏi chân, mệt quá thì bạn có ngồi phịch xuống. Bạn nói điện cho tất cả mọi người trong danh bạ của bạn rồi, ba mẹ mấy anh luôn, tuyệt nhiên không ai bắt máy. Bạn sợ cực kỳ, bạn đã bật flash lên, bạn rọi phía trước thì ba phía còn lại nó tối thui, rồi tiếng mấy con trùng nó cứ kêu thôi. Xung quanh là được bao trùm bởi bóng tối, bạn sợ nha, bạn lạnh người nữa, bạn khóc quá trời khóc luôn. Cái bạn bỏ cuộc, à, bạn mệt quá đi, bạn mới gục cái mặt lên cái vai của mình kiểu bằng trống vậy nè. Xong là bạn ngủ lúc nào không hay, mở mắt ra thì bạn đang ngồi trên xe anh ba chở và anh Út kẹp bạn ở phía sau. Lúc này bạn hỏi là ủa sao em ở đây, thì anh Út có kể tự nhiên chạy tới cái đường đan đó, mày xuống mày điện xong cái mày mất tiêu, mà anh không để ý nha. À, hai anh mới chạy xe lại thì đang đứng nói chuyện vậy, mấy anh mới hỏi là mày đâu rồi, thì anh quay ngược lại, anh chỉ về cái hướng mày đang đi đang đứng á, cũng không thấy mày luôn. Thế là mấy anh mới quành ngược lại tìm mày, thì quành ngược lại chạy khoảng 3 cây số, thấy có một cái ông chú nha, ổng đứng ở chỗ ngoài đường, ông cứ vẫy vẫy tay, thì chạy lại hỏi là chú cần nhờ gì. Thế là ổng mới kêu ổng vừa thấy người con gái nằm ngoài đường, rồi ổng bỏng lại chỗ cái chợ của ổng rồi nhờ mấy anh tìm người thân cho người con gái đó, chứ ổng không biết xài mạng xã hội, không biết internet. Thì nói là à, cũng mắc em gái gì đó, kêu ông dẫn lại phải em gái có không, thì ông dẫn lại trời cách cây xoài đó mấy trăm mét, là mấy anh vô thấy mày nằm ở trỏng, mày ngủ ngon lành luôn. Thì anh nhớ cây xoài nên là anh kể cho ông nghe, là nói là mày thấy có người phụ nữ đứng đó. Lúc này ổng nói á, là mấy năm trước ổng phát hiện là có một người chết ở đó, cách đó mấy năm về trước. Thì ông chú này ổng đi làm ruộng buổi sáng, ổng chạy lại chỗ cái chòi của ổng, thì gần tới cái chòi chỗ cây xoài á, ổng thấy là có một người mặc áo tím treo lủng lẳng ở chỗ cây xoài nha. Ông lại thì ông biết là cái người đã mất rồi, mà mất lè lưỡi ra nữa. Thì ông có báo công an đến đưa cái xác bà đi. Và sau này công an nói là à, cái cô đó đó là cổ đang đi tìm con của cổ là 3 4 tuổi mất tích lâu rồi, mà cổ tìm hoài không thấy, chắc là cổ ức ức nên là cổ treo cổ tự vẫn thôi. Chồng của cổ thì mất cách mấy năm trước đó rồi. Thì chú nói là có nhiều người bị cái cô này nhát rồi á, có thể là mày bị bà nhát thôi, nên thôi 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 về đi. Sau đó thì bạn cũng tả lại là bạn thấy người phụ nữ vậy vậy đó, thì xác nhận cái người bạn thấy với cái người mất á, là cùng một người, cứ nghĩ mọi chuyện nó bình yên rồi đó. Thì cuối cùng cũng đâu đến được Cần Thơ đâu, anh em của bạn quay về. Nhưng mà những cái ngày sau đó bạn bị giật mình giữa đêm, rồi cách vài ngày lại mơ thấy người phụ nữ này rủ bạn đi chơi, hoặc á, cách vài ngày người phụ nữ này sẽ rượt bạn ở trong mơ nha, cũng không thấy được cái mặt dung nhan của cổ, chỉ thấy là cái bộ quần áo thân thuộc thôi. Thì có đem chuyện này kể với ba và mẹ. Cuối tháng 6 đó ba mẹ có mời thầy về cúng trong nhà của bạn, đem một cái lá bùa lót dưới gối của bạn, một lá bùa bạn mang theo bên người để trong cái ví tiền á, thì sau đó không có thấy nữa. Thì hỏi ba mẹ cũng không có trả lời là sẽ mời thầy về làm gì đâu, chỉ kêu là đi đâu nhớ mang cái ví hoặc lá bùa theo, thì giống như làm lễ xong là không cho người phụ nữ đó tác động được với bạn vậy đó. Nên là tới bây giờ tuyệt nhiên không gặp hiện tượng tâm linh nữa. Vô tình đấy, đi trên đường lúc gặp thoạt đầu bình thường lắm, khi mà chạy ngang người phụ nữ đó thì mới thấy cảm giác lạ thôi. Đó là câu chuyện do Băng chia sẻ. Tiếp đến câu chuyện thứ ba này, do bạn Sa gửi qua tin nhắn TikTok cho Quỳnh. Thì Sa nói năm ngoái học lớp 11 quen một cái bạn mới, bạn nữ tên là Nghiên. Thì lúc đầu Nghiên chuyển vào lớp của Sa, hai đứa không có cơ hội mà nói chuyện với nhau nhiều. Sau đó nha, cô giáo chủ nhiệm có phân hai đứa tham gia một số hoạt động chung nên là thân với nhau nhiều hơn. Thì hai đứa thêm chơi với nhiều bạn khác nữa, là tổng cái nhóm của bạn chơi thời điểm sau đó là có 5 người con gái. Theo như đánh giá của Sa về Nghiên, bạn nữ này á, là một người là chăm chỉ nè, học lực giỏi và tốt tính. À, lúc đầu ít chơi thì ít quan sát, sau này chơi với nhau thân hơn á, thì quan sát nhiều hơn. Cái Sa thấy là nhỏ này sao sao lâu lâu có những cái biểu hiện khá là lạ nha, cứ nghĩ nó tăng động, nó hoạt náo, nhưng không,
nó theo cái thiên hướng là nó lạ, nó quái dị và mất kiểm soát nhiều hơn. Có những lần á, nó đang ngồi học, cái bắt đầu bỏ bút xuống, hoặc là mọi người đang nói chuyện rôm rả vui vẻ, cười háo hức luôn, cười nô nức á, nó ngồi im, mắt nó vô hồn. Đôi khi tay chân nó luôn hồi luôn, mẹ nó làm nhanh lắm nha, mọi người không có kịp quan sát được đầu đuôi đâu, quan sát được khúc cuối thôi, cái nó ngừng. Cái bắt đầu thêm nữa là nó nghỉ học 1 tuần, tìm đến gặp nó, ba mẹ nó không có cho gặp. Sau 1 tuần nó đi học lại, thì mọi người hỏi thăm sức khỏe của nó. Lúc đầu nó chối đầy đẩy, nó nói không sao, không có bị gì hết. Nhưng mà sau đó thì mọi người hỏi sâu hơn nữa, bạn bè thì nói thật với nhau để cho quan tâm nhau, chứ vậy hoài á, mày bị gì tụi tao không biết được, tụi tao cũng trách mình lắm. Lúc đó nó mới khai á, nó bị vong theo, không phải là 1 vong nha, nó bị 4 vong, mà toàn là vong con nít, 2 vong bám ở vai và 2 vong đu ở chân, 2 nam 2 nữ. Nghe kể là cái chuyện ma cỏ là mấy bạn xúm nhau lại nha, có xa thì hơi hơi không sợ. Thì Sa hỏi lần sau vậy, cái bắt đầu nó kể, tụi bay biết nhà tao đúng không, nhà ở trong hẻm, thì nhà tao bay ngoài đi thì đông đúc không sao, nhưng mà nhà tao tuốt ở trong hẻm, mà trong hẻm đó chỉ có 2 3 căn nhà thôi, rồi còn thêm là nhà hoang nhà vắng nhiều nữa. Thì khi mà mày vào hẻm nhà tao, mày thấy là có cái hồ lớn đúng không, xong đi thẳng xíu nữa tới nhà của tao, là kế bên nhà tao cũng có một cái hồ nước lớn luôn. Tao có một cái sở thích đó là hay trèo cây, tao rảnh cái tao sẽ ra ngoài sau nhà hoặc là trước nhà lên cây ổi cây mận, tao trèo lên đó. Thầy nói là thứ nhất là tao hay chơi vào lúc giữa trưa, vong người ta thấy người ta theo, và vong đó xuất phát từ cái hồ kế bên nhà tao á, tại vì xa xưa là có người chết đuối ở đó, nhà tao đến ở không có tìm hiểu nên là ở ngay cái ổ gọi là ổ vong luôn. Thì do là ba mẹ quan sát ban đêm tao hay mộng du với hay la hét, rồi ba mẹ tao mới đi coi thầy, phát hiện ra là tao bị vong theo. Mà trước đó tụi mày có nhớ là cái đêm tụi mình đi học thêm ở lại khuya không, thì 5 tụi mình ngồi trên phòng học, sau đó có nói với cô là cô cứ về trước đi, tụi mình đóng cửa rồi giao chìa khóa cho bác bảo vệ đó. Đang ngồi tự nhiên tụi mày kể chuyện ma, tụi mày kể một câu chuyện, tao nghe xong là bắt đầu người tao nó lạnh rồi, tao khó chịu cực kỳ luôn. Thì tao có kêu mày im đi đó Sa, thì Sa nhớ sực là có nha. Rồi xong con Nghiêm nó kể tiếp, tụi mày nhớ là tao kêu tụi mày im, tụi mày không im đúng không, tụi mày kể tiếp. Xong rồi tao khó chịu cực kỳ, cái bắt đầu là tao nghe tiếng cười khúc khích, và tao nghe âm thanh tụi mày kể rất nhỏ luôn. Tao có hỏi là sao tụi mày nói nhỏ vậy đó, thì mày có nói với tao đó sao là mày đâu có nói nhỏ đâu, nhưng mà tao vẫn nghe âm thanh nó nhỏ xíu rồi nha, và có tiếng cười nữa, mà tao nhìn qua 2 bên là không thấy đứa nào cười hết, nhưng tao vẫn nghe tiếng cười. Rồi tiếp đến tao lạnh run người hết, rồi tao ngồi im. Thì không biết là có phải con Sa nó nhận ra hay không, rồi sau đó nó ngủ rủ về đó. Thì nói đến đây những cái đứa còn lại nó mới gật đầu, nó nhớ ờ đúng rồi Sa nó có rủ về. Thì lúc này mọi người đi về đóng cửa xong bình thường lắm, cái lúc đi xuống hành lang, xuống cầu thang đó, nguyên hành lang tắt đèn tối thui, đi được khoảng 5 6 bước thì tụi bay đi trước rồi, có tao với con Sa đi cuối cùng thôi. Đột nhiên là tao cảm giác có cái bàn tay vuốt dọc cái sống lưng của tao nha, mà vuốt đến đâu là người tao có điện và tao run đến đó. Tao mới ngừng lại, tao quay về phía sau tao nhìn, thì chỉ thấy cái hành lang tối đen như mực thôi. Sa sực nhớ ừ có cảnh đó, đêm đó là tự nhiên đang đi cái con Nghiêm đó, nó đứng lại nó quay về phía sau nha. Cái Sa hỏi có chuyện gì không thì nó nói là không, bắt đầu là đi tiếp xuống dưới. May đi là học ở tầng 2 nên đi lẹ lẹ nhanh cũng xuống hành lang rồi ra tới cổng trường đưa chìa khóa cho bác bảo vệ. Lúc mà ra khỏi trường rồi đi về nhà tụi bay thì do nhà tụi bay nằm ngoài mà tụi bay về trước. Khi tao vô tới trong hẻm, cái hẻm nhà tao mày cũng biết rồi, phía trước nó có đèn, nhưng mà khi đi vào sâu bên trong á, ít nhà dân mà đường là đất hoang, rồi cái hồ nước nữa, xong rồi đi thẳng gần cuối hẻm luôn mới tới nhà tao, thì có vài chỗ có đèn vài chỗ không. Tao đi nguyên đoạn đường đó là người tao nó cứng cực kỳ luôn, nó khó chịu lắm kìa, nó lạnh mà nó sợ nữa. Mà trước đó tao đi học tao thấy bình thường, mà cái đêm đó tự nhiên nó hoảng cực kỳ luôn, nó sợ. Tao chạy thật nhanh về nhà nha, và tới trong nhà người tao cũng không đỡ lạnh hơn. Đêm đó tao đi ngủ á, nửa đêm là tao la tao hét và tao sợ, mẹ tao chạy qua ôm tao, mẹ tao nói là lúc đó người tao nó lạnh ngắt à, mà tao hoảng lắm mà tao đâu nhớ gì đâu. Cái sau đó là chuỗi ngày buổi sáng tao ngồi bần thần, không nói không năng gì hết. Ba mẹ hỏi tao muốn đi học không thì tao không muốn đi học, tao không muốn ra khỏi nhà luôn. Và đặc biệt là chiều tối á, tao nhìn ở góc nhà giống như có người đang đứng, người ta ngoắc tao, rồi đêm đến lại nghe người ta gọi tên. Mẹ quan sát được á, xong mẹ hỏi thì tao kể cho mẹ nghe.
là mấy ngày liền như vậy thì mẹ mới đi coi thầy. Thì thầy coi rồi nói gì đó, nhà là ở ngay cái chỗ gọi là cái ổ vong. Rồi thầy đến nha, thầy đi xung quanh nhà thầy làm lễ, sau đó là thầy kêu tao nằm lên giường và dở cái lưng ra, thầy lấy cái bút màu có cái mực màu đỏ nữa rồi vẽ chi chít lên lưng của tao, mà vẽ đến đâu tao nói là giống như là kim đâm á, nó cứ đau 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 chỗ đó thôi. Và tao đau quá tao la lên, thì ba với mẹ dặn hai tay hai chân lại. Xong rồi á, thầy có đeo một cái vòng đỏ ở sau bụng của tao nè, nói là khi nào tao 18 tuổi á thì tao mới có thể gỡ ra, chứ nếu mà bây giờ tao gỡ ra thì vong tiếp tục hành tao nữa. Sa nghe kể đến đó là nhăn mặt lại rồi hỏi: mày đeo cái đó mày tắm luôn hay gì? Thì Nghi nó kêu: đúng rồi, thầy kêu là đeo tắm luôn bình thường, cứ đeo đi ra ngoài đi, tao không có tác hại được tao nữa đâu. Thì thật sự là từ khi đeo xong tao đâu có mơ hoặc là la hét giữa đêm nữa đâu. Thầy nói là thầy cũng bắt những cái vong đó rồi. Thì mấy đứa kia mới hỏi là đâu đâu cho tao coi với. Lúc này thì Nghi nó mới dở cái áo lên, là thấy chỗ cái bụng nó có một cái sợi dây chỉ, này cũng dày nha chứ không phải là chỉ mỏng đâu, màu đỏ. Con Nghi nó nói là thầy thổi chú đây là bùa rồi 18 tuổi mới được gỡ ra, nó cứ đeo ngay bụng vậy thôi, ngay ngay hông á. Rồi lưng của nó thì thầy vẽ bút lông xong thì sau đó là tắm là cũng hết rồi, nhưng mà nó là có bùa sau lưng á, vẽ là thổi chú đầu rồi nên là mấy cái mực đó sau khi trôi cũng không có bị gì đâu. Thì theo như nó nói là bây giờ nó ổn hơn rồi. Nói đâu xa, chính cái bạn xa này nè, bạn đã vào nhà của Nghiêm rồi, đi con đường đó rồi, và đi với ba bốn người luôn, đi giữa trưa mà còn cảm thấy lạnh óc nữa. Cái đoạn đường vô nhà của Nghiêm á, nhà dân thì ít, nhà hoang thì nhiều, xong rồi ao hồ phía sau những cái nhà đó, rồi mà đất trống, mà đất ruộng, mồ mả nữa, mà mồ mả vô danh á. Thì đó là những cái gì mà Sa được nghe Nghiêm kể cũng như là trải nghiệm qua. Câu chuyện của Sa cũng kết thúc tập ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe hết cuối video nha. Và nếu mà bạn nghe chuyện buổi sáng thì mình chúc bạn học tập, làm việc, vui chơi sẽ có một ngày thật vui vẻ, bình an, suôn sẻ, may mắn. Còn nếu bạn nghe chuyện buổi tối, mình chúc bạn nghe chuyện êm tai, dễ vào giấc, ngủ ngon một mạch đến sáng. Cảm ơn nha. Bye bye, hẹn gặp vào tập sau.